Kể từ khi lập gia đình, Nhã Phương bớt mơ mộng và luôn nghĩ về gia đình. Thậm chí có lúc nữ diễn viên sinh năm 1990 cảm thấy bản thân lạc đàn khi đi chơi với bạn bè. Nếu ngày độc thân, Nhã Phương thích nghe nhạc buồn, thì sau khi kết hôn, vì đã có con nên cô nghe nhạc thiếu nhi. Khi có thời gian rảnh, bà xã của Trường Giang suy nghĩ về công việc kinh doanh làm phim. Ngày mới sinh con, Nhã Phương thay đổi nội tiết tố nhiều và dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cô nghĩ rằng bản thân có bị trầm cảm nhưng nhẹ hơn so với các bà mẹ khác. Ngày độc thân, Nhã Phương thường vắng mặt trong những dịp tụ họp gia đình vì quá mải mê làm việc. Tuy nhiên sau khi kết hôn, cô dành nhiều thời gian hơn để ở bên bố mẹ và các chị em. Bà xã của Trường Giang chỉ cầu mong bố mẹ anh chị em có nhiều sức khỏe, bình an. Sau khi lấy Trường Giang, Nhã Phương được khen sở hữu vòng một đẩy đà gợi cảm hơn, nhưng đôi tay và chân cô lại gầy rộc khiến fan khá lo lắng. Nhã Phương cho biết, cô không buồn khi bị ai chê gầy bởi mục tiêu của cô là phải gầy. Bà xã của Trường Giang cũng cảm thấy bản thân tự tin hơn khi gầy. Ngoài ra, nữ diễn viên khẳng định cô cảm thấy bản thân khỏe hơn nhiều so với thời con gái. Nhã Phương từng được giải nhất khi tham gia chạy bộ 21 km. Sau 3 năm kết hôn, Nhã Phương trở lại màn ảnh với 3 vai diễn trong phim Cây Táo Nở Hoa, Song Song và 1990. Mới đây, đạo diễn phim 1990 Nhất Trung bất ngờ tố một diễn viên vô trách nhiệm với phim. Một số cư dân mạng nghi ngờ Nhất Trung tố Nhã Phương.